Rồi, dimension là ni là ghi kích thước theo phương ngang. Theo phương ngang thì ở đây chúng ta sẽ kích từ đây qua đây. Đó. Thì khi ghi xong ấy, chúng ta coi thử là nó thuộc cái kiểu KT nào. Xài cái kiểu KT1. À, không phải thì thử là KT2. KT3 không có cái nào phù hợp hết. Như vậy là ví dụ đứng tại KT1 đi. Cái này nó thuộc cái KT1 và chúng ta kiểm tra thử là cái KT1 này á là nó có như thế nào. Như vậy cái KT1 này là 3 nè. 3 fish nhân lên 15 lần nè. Cái KT1 này nhân lên 15 lần, như vậy thì trả về là xong nha, thì trả về như vậy thì new cái mới đi là xong. Như vậy thì đứng tại cái KT1 á thì new cái mới là tên là KT4 nên nó phục vụ cho cái bạn này. KT4 continue thì cái KT4 này chúng ta chỉ việc sửa trả về cái này bằng không lại bình như bình thường đi, trả về không như bình thường thì có nghĩa là mấy cái test này bằng 3 thôi. Rồi ok, và mình chọn cái KT4 này mình set current và nhấn close. Thì cái này nè thì chúng ta sẽ chọn lại cái KT4 mà chúng ta vừa mới tạo ra hồi nãy là phục vụ cho các bạn này. KT4 đó. Như vậy KT4 này thì Suki gắn vô xong. À, nhưng mà thầy ghi cái bài này trước đi, thầy ghi cái bài này trước nè. Như vậy thì đo lại nè, từ đây ở đây là 160, từ đây ở đây 160 nha. Rồi 160 nhưng mà nó vẫn nhỏ đúng không? Như vậy chúng ta vô D Enter sửa lại cái KT4 này tiếp. Như vậy là cái fit này nè. Như vậy là một, như vậy là quá nhỏ nè, như vậy thì tăng lên thành nhân lên thành 5 lần đi, nhân 5 lần lên ok. Close. Rồi, cái này nó thuộc cái KT4 này. Chọn KT4 modify. Use test này là 3 1 ha, ISO fit nâng lên là xài cái KT4. À, ok, bây giờ nó mới gắn cái KT4 vô đúng nè. Rồi, như vậy thì trả về lại cái này là hồi nãy là 5 thôi là đúng hợp lý rồi. Không biết sao bây giờ nó mới ép vô. Nó như vậy nè ha. 5 vẫn còn to lắm, giảm xuống. Tại vì mỗi bài á cái hình dáng nó khác nhau á cho nên chúng ta cần phải thay đổi cái giá trị này cho phù hợp. Rồi, cũng còn lớn lắm. Rồi hồi nãy là nó chưa có ép vô kịp á. Chắc là để bình thường là 2 thôi. Ok, cỡ này là được rồi, 160 nè. Như vậy xong một cái. Rồi, dimension line ghi tiếp chỗ này là bằng 40. Nha. Rồi, sau đó thì dimension line ghi từ đây qua đây. Thì ta lưu ý là chúng ta kích vô cái đường tâm của nó đó. Cái đường tâm của nó là 32 này. Và chúng ta thấy là nó xuất phát từ góc mà ra. Như vậy chúng ta áp dụng cái dimension chọn là baseline và khoảng cách từ đây cho tới lên cao khoảng thôi, chúng ta đo thử 19 này cho chẳng là 20, cho chẳng là 20 cho nên chúng ta xóa luôn cái này luôn và chúng ta gọi cho D Enter, chúng ta khai báo modify, chúng ta khai báo trong cái mục là trong cái thẻ thẻ line á, thẻ line nó có mục là baseline spacing thì chúng ta gọi số 20 vào đây ha. Nhưng mà lưu ý cái số 20 này nó có liên quan tới cái số 2 này là nó nhân đôi lên đó, nó nhân hai lên cái giá trị lên đó. Nếu bình thường cái fit này á mà là số 0 hay là số 1 á thì nó sẽ chúng ta nhập vào đi ở bên đây á, bao nhiêu á thì nó sẽ là bấy nhiêu, nhưng mà fit nhân lên rồi cho nên chúng ta thử giảm xuống còn 10 thôi, đo là 20 nhưng mà gõ 10 thôi tại vì nó còn nhân hai lên nữa. Ok and close. Rồi sau đó thầy ghi cái kích thước đầu tiên là dimension line, ghi kích thước đầu tiên số 1 tại đây, số 2 tại đây, đưa lên k bằng 32 này. Cái đầu tiên thì bao nhiêu cũng được nhưng mình quyết định
cao hay thấp như mình quyết định, thì ước lượng này tầm như đây. Rồi sau đó dimension chọn là baseline đó, rồi kích điện kế tiếp. Đó, kích điện kế tiếp là cho ta thấy là nó tự động là nó cao lên rồi ha. Rồi kích cái điện kế tiếp. Đó. Rồi, và bên này cũng vậy. Bây giờ thầy di chuyển cái đề ra xa chút xíu như vậy này. Rồi, sau đó là dimension linear tiếp tục theo phương đứng bên này. Rồi, sau đó dimension chọn là baseline tiếp, kích như điểm kết tiếp. Rồi, và lưu ý là do là tất cả cái kích thước này chúng ta đã tạo laser rồi, cho nên chúng ta chọn hết nó đi. Chọn hết nó đi và chúng ta gán vô. Chúng ta gán vô kiểu kích thước nó có tên là nét kích thước. Thì chúng ta thấy là lập tức nó sẽ chuyển thành màu xanh hết. Nó chuyển thành màu xanh hết ha. Và nếu có kích thước nào mà chưa được ghi á, thì một là chúng ta gán vô như hồi nãy, hai là chúng ta dùng một cái lệnh là sao chép thuộc tính để gán vô. Lệnh sao chép thuộc tính, viết tắt là chữ MA, viết tắt chữ MA. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể chọn cái này rồi gán trên như nãy cũng được, nó cũng ra. Hoặc là chúng ta gọi chữ MA, gọi chữ MA là lệnh mask proof, ý nghĩa của nó là lệnh sao chép thuộc tính. MA enter, sau đó chúng ta kích vô cái đối tượng gốc á, là cái này nè, là chúng ta kích vô đối tượng dán vô thì nó dán vô thuộc tính vô cho mình luôn đó, thì cho nó nhanh. Nếu chúng ta chọn mà nó chưa hết á, thì chúng ta phải làm mình quét cái này mình gán vô bên kia. Rồi ở đây nó có kích thước là đường kính ha, như vậy là dimension diameter ghi đường kính, kích vô cái này. Rồi kế trong ngày chúng ta thấy nó có chữ phi 12. Nó có chữ phi 12. Rồi. Giả sử chúng ta muốn đổi cái đầu mũi tên này nè, đổi sang cái dạng mũi tên kia, hoặc là khi mà chúng ta kéo ra chúng thấy nó vẫn là màu trắng, nó không phải là cái màu xanh của kích thước, thì có nghĩa là hiện hành đang là laser không, là laser chứa cái màu trắng và không phải đối tượng mình đang làm. Mà ngay từ đầu mình có thể sổ ra mình chọn cái kích thước luôn. Nếu kích thước luôn thì lần sau mình ghi á là nó tự động nó chuyển sang cái kiểu cái luôn, tự động nó màu xanh luôn. Đó, nó tự động sang màu xanh luôn. Và chúng ta muốn là chuyển cái, do nó là nếu mà bình thường mấy cái đầu này, cái sọc này là ok rồi, nhưng mà phần đối với cái phần đường tròn á, chúng ta muốn đổi thành cái kiểu mũi tên á, thì chúng ta nhấn thành Ctrl 1, nhấn Ctrl 1 cho nó ra cái bảng thuộc tính bên tay trái, và chúng ta chọn cái này và chúng ta chuyển cái đầu mũi tên nó sang cái dạng kia. Như vậy là chúng ta vô cái lines and rows, là cái bảng nó liên quan tới cái line and row nè. Chúng ta mở cái này ra, chúng ta đổi thành cái đầu mũi tên. Thì mũi tên thì chúng ta sẽ sử dụng cái close field đó, thì nó sẽ chuyển sang mũi tên đối với những đường tròn này cho nó đẹp, cho nó dễ nhìn là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta muốn cho cái này nè nó xuyên bên kia, tức là bên kia nó cũng có cái đâm qua y chang như vậy, thì chúng ta lại mở cái kiểu cái thước ra. Cái kata 4 mà chúng ta đang làm cho nó đó, chúng ta modify. Thì trong cái thẻ test, thẻ fix nha. Trong thẻ fix chúng ta kiểm chọn cái mục này nè. Kiểm chọn cái mục này. Thì kiểm chọn cái mục nó tên là draw dim line between S line. Thì khi mà tích chọn cái này á, thì cái đường ghi đường kính hoặc bán kính á, nó sẽ xuyên tâm, nó đâm vô cái tâm luôn, cho nên chúng ta tích chọn cái này cho thầy. Ok, and close. Thì khi đó ở đây nó cũng xuyên tâm luôn ha. Nó xuyên tâm luôn thì nó xuất hiện thêm bên kia, thì bên kia chúng ta chịu khó đổ lại lần nữa là hai cái ở cái row 1 á, đổi thành cái mũi tên luôn, là cái mũi tên nó có tên là close field cho hai bên cùng là mũi tên hết cho nó đẹp. Nó xuyên tâm như thế này. Đó, thì chúng ta có phi 12 rất là rõ ràng. Rồi, một vấn đề kế tiếp nữa đó là chúng ta muốn ghi cái văn bản vô trong kích thước. Ví dụ bên đây ghi là 4 lỗ phi 12. Nó có cái test ở đây. Thì chúng ta muốn sửa cái văn bản này á, chúng ta sẽ double click vô cái này. Tôi một click vô cái chữ này để chúng ta sửa văn bản, để sửa thành một cái text khác. Chúng ta gõ chữ vô, ví dụ như là gõ 4 lỗ phi 12 vô. Hoặc là nếu ta kích hoạt không được thì chúng ta có thể gõ chữ ED. Chữ ED là viết tắt của chữ edit. Edit có nghĩa là hiệu chỉnh văn bản á, thì nó sẽ chính thống hơn. Gõ chữ ED enter. Gõ ED enter, sau nó kích vô cái phi 12 này. Kích vào phi 12 này, xong đó chúng ta nhấp chuột lên cái vùng đầu tiên á. Gõ phi 12 này chúng ta mới gõ chỗ 4 lỗ vô.
đó, bốn lỗ ghi cỡ tiếng Việt bình thường, rồi những close text editor thì chúng ta sẽ có một chữ tiếng Việt rất là đẹp, bốn lỗ phi 12 nó nằm gọn ở đây luôn ha. Đó, và nó có một đường dẫn nó nối dài luôn, tại vì cái text nó nằm gọn trong cái phi 12 này mà, nó đẩy ra này mà luôn. Đó thì đây là cách chúng ta ghi một cái kích thước chuẩn. Và lưu ý là khi mà chúng ta ghi vô kích thước á, là cái đường kích thước nếu nó gặp đường tâm thì nó không được xuyên qua cái tâm này để bắt bắt vào đây, mà nó chỉ được bắt vô cái điểm ngoài cùng của cái đường đường ghi kích thước thôi, của cái đường đường màu vàng thôi. Nè, nó có đường tâm này thì cái kiểu nè, nó chỉ bắt vào đây thôi nha, không được đi xuyên tâm. Các đối tượng không được chồng chéo lẫn nhau, đường kích thước không được đi xuyên qua những cái nét kích thước để đi vô đường tâm, mà đứng bên ngoài đi ra thôi. Đó, cách như vậy. Tương tự như vậy, bài này thì chúng ta thầy sẽ gán vào cái bài trên. Rồi, bài trên này thì tương tự như vậy, chúng ta có dimension linear. Rồi chúng ta ghi này, ví dụ từ đây qua đây ha, là bằng 100. Rồi từ đây qua đây bằng 50. Rồi, sau đó là dimension linear ghi từ đây qua đây thôi nha, đưa xuống dưới là bằng 30. Sau đó là dimension trận continue là tiếp tục, thì nó sẽ chúng ta kích vào điểm này thì lập tức nó sẽ nối dài ra và thẳng hàng luôn. Đó như vậy. Rồi dimension linear từ đây xuống đây ghi đây mà 50. Dimension uncolor là đo góc, chúng ta đo góc từ đây xuống đây, nó góc được 75 độ đó. Những cái góc này nếu chúng ta muốn chuyển thành cái dạng mô tên cho nó đẹp á, là tương tự như vậy, nhấn cửa trên một, chúng ta sửa riêng cái này là thay vì xài oblique thì chúng ta xài close fill. Cái phần ở trên phần ở dưới là giống nhau, close fill hết luôn đó, thì nó sẽ chuyển sang cái dạng này thì nó rất là đẹp, vì nó sẽ chắc chắn hơn, cái chắn hơn là cái đường chéo kia đó. Chúng ta có cái 75 độ rất là đẹp. Dimension align, align thì chúng ta kích vào điểm này và điểm kia thì nên chúng ta ghi được một cái thước theo đường xéo. Rồi dimension uncolor là đo góc, tương tự như vậy, góc từ đây qua đây là bằng 150 độ. Và chúng ta thấy là bên này đổi rồi, bên này chưa đổi, thì chúng ta có thể MA là sao chép thuộc tính, MA Enter kích vô cái 75 độ này, kích vô cái 150 này. Đó, để nó biến cái hai đầu mũi tên thành cái này luôn cho nó nhanh luôn, khỏi mất công phải làm như hình Ctrl 1 nữa nha. Rồi dimension diameter đường kính ghi chỗ này ra, ví dụ như là phi 740 nha, rồi phi 70. Rồi dimension radius ghi bán kính của cái này ra là R15. Đó, ok, như vậy thầy làm xong luôn cái kích thước của mạch số 2 rồi. Đó. Và mạch số 3 tương tự như vậy luôn. Dimension radius ghi bán kính của cái bên trong này chẳng hạn là R10 ha. Dimension radius của cái này là R bằng 15. Cái này thì ghi phi đi. Chúng ta tạm ghi cái thước mà, cứ ghi đường kính cũng được, phi cái này phi bằng 20. Đó, ở dimension radius ghi bán kính của cái này là 90 nha, của cái này là bằng 105. Đó, đó. Rồi dimension diameter đường kính của cái này là bằng phi 16. Rồi dimension uncolor đo góc. Góc cái này số 1 nằm ở đây nè, số 1 nằm ở đây. Nha, rồi số 2 nằm bên đây. Ghi ra bằng 15 độ. Rồi dimension baseline kích những điểm khác, kích 1 2 và 3 thì chúng ta ghi được những cái thứ này nó liên tiếp như thế này. Đã di chuyển nó nhảy. Bây giờ bên đây nó bị nhảy thì chúng ta xóa ghi lại thôi. Đó, xóa ghi lại dimension color đã góc số 1 tại đây, số 2 tại đây. Đó. Rồi dimension baseline ha, kết những điểm kế tiếp. Rồi. Rồi, biến đổi MA sao chép thuộc tính, đổi cái đầu mũi tên nó ở trên làm rồi nè, chúng ta dán copy trên này, chúng ta dán xuống đây cho nó nhanh. Để cho nó có đầu mũi tên đó, ví dụ mấy cái này nè. Đó, chúng ta muốn đổi hình dạng mũi tên cho nó đẹp thì thích thì đổi như vậy ha. Đó, hình dạng vậy nha. Đó, mũi tên hết cho nó đẹp. Như dưới này thì vẫn là chế độ góc bình thường. Rồi thì đây là ba cái bài chuẩn như thế này, thì thầy yêu cầu lớp mình sẽ làm chuẩn ba bài này cho thầy, sau đó làm xong nhớ là up lên Zalo để thầy kiểm tra nha. Thầy là để thầy kiểm tra rồi nhớ là luôn up nộp bài cho thầy, cái bài này rất là quan trọng. Cái này thêm cái phương ngang nữa, cái này là từ đây đến đây 100 200 nè, là lưu lại. Rồi xin mời lớp mình làm cho thầy ba cái bài này, được gọi là ba bài ghi kích thước, làm xong up lên thầy kiểm tra nha.
Hello.